Hồi 7 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km h giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 370 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc từ kinh tuyến 108,5 đến 116 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ kinh đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong 24-48 đến giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 106 đến 114 độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,6 độ phía Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 210 km về phía Bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có xu hướng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển triều cường do ảnh hưởng của hoàng lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần Tam Bảo mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 m biển động dữ dội. Khu vực phan biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp trừ cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới, vùng biển, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giá Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét trong đất liền nhiều mây có mưa rào và dông rải rác trong cơn dông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh ngay có lúc hưởng nắng